Chính phủ Mỹ ngày hôm qua đã cấp cho bang Maryland khoản kinh phí khẩn cấp ban đầu 60 triệu đô la Mỹ để dọn các mảng sập từ cầu Francis Key ở thành phố Baltimore và bắt đầu xây dựng lại cầu. Chỉ vài giờ sau khi thống đốc bang Maryland Westmore đã đề nghị chính phủ Mỹ hỗ trợ 60 triệu đô la để khắc phục hậu quả và xây dựng lại cây cầu, cơ quan quản lý đường cao tốc liên bang thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã phê duyệt. Bình thường việc cấp kinh phí như vậy thường mất nhiều ngày, Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã chỉ đạo chính phủ liên bang nỗ lực hết sức để nhanh chóng xây dựng lại cây cầu. Vụ sập cầu xảy ra vào sáng sớm 26 tháng 3 theo giờ địa phương, khi tàu Dali dài 300 mét chất đầy container đang rời cảng để đến châu Á, thì bất ngờ chết máy và đâm thẳng vào trụ cầu Francis Scott Key. Gần như toàn bộ cây cầu thép này đã đổ sập chỉ trong vài giây, làm gián đoạn tuyến giao thông đến một trong những cảng thương mại đông đúc nhất nước Mỹ.